Chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em về được một lô mai con quấn rễ hình trái bí và nửa trái bí nha cả nhà. Thì thật ra mấy hôm nay thì cũng có nhiều khách điện hỏi em là vì sao mới đăng mà lại hết. Thì thật ra là cái hàng bí nó rất là hút luôn nha. Số lượng em lấy cũng không có được nhiều nữa, được cái tầm khoảng 1000 cây trở lại là nhiều rồi đó. Thì hôm nay em về được tầm khoảng 1000 cây nữa nha cả nhà, hơn 1000 xíu. Thì em có phân ra 3 loại. Một loại là 20.000 một cây thì cao tầm khoảng 8 tấc đi lên đến 1 mét ha. Còn một loại này thì chắc khoảng 6-7 tấc nha. Rồi, đây là phần lá nha cả nhà. Lá thì nói chung hàng mai lúc về em bán đa số là hàng mai dâm. Bởi vì là cái mai kia nó cũng không còn nhiều. Lý do là bây giờ ba cái mai nhỏ nhỏ tầm khoảng 2-3 tháng á, thì mai đó tụi em cũng chưa có bán, lý do là cái cây nó còn rất là yếu, nếu mà gửi đi á, là sẽ sợ nó bị sứt bầu thì nó rất là hao, cho nên là em bán qua cái hàng mai dâm nha. Dâm này đa số là một số nhà vườn người ta để dành á, để dành là người ta dâm người ta rét, nhưng mà nhiều quá rồi nhiều khi người ta chia bớt rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ quay xuống phần rễ cho cả nhà xem nha. Đây là hình bí nửa bí nha cả nhà. Đây có một số cây nó lòi lên luôn nha, cánh lòi lên như thế này ha, cây rất là đẹp luôn đó. Đây nó là khoảng bí này khoảng 3 mắt 4 mắt nha, 3 mắt 4 mắt đó, cái bí như thế này đây đó nha cả nhà đó. Rồi đây em sẽ quay một số cây nổi cho cả nhà xem ha. Đây là hình bí nửa bí nha, thì cái gốc này nó bằng cái lớn hơn cái chiếc đũa hết rồi, bằng cái điếu thuốc luôn rồi nha cả nhà. Thì cái chiều cao nó tầm khoảng 6 đến 7 tấc. Thì giá là 18.000 một cây nha. Em ship từ 30 cây và không có bao phí vận chuyển nha cả nhà. Em không có bao phí vận chuyển nha. Đây là hình bí đây. Đó, rất là nhiều. Bởi vì hàng dâm cho nên là cái rễ của này nó rất là nổi nha. Cái rễ này nổi lắm. Nó bự, cái rễ này em thấy nó bự lắm luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó, rất là đẹp luôn nha. Thì cái lô này thì em bán với giá là 18.000 một cây. Rồi, và tiếp bên đây là em có cái lô bí nhỏ hơn nha cả nhà. Thì cái này chắc khoảng 5 đến 5 tấc trở lên nha. Và cái rễ của nó là như thế này, bí nửa bí nha cả nhà. Đó, bí 3-4 mắt. Thật ra nếu mà kêu em lựa bí tròn thì em không thể lựa được nha. Lý do là em không thể nào em ngồi em môi từng cây được, bởi vì nó có một số nó lòi lên và một số nó nằm ở phía dưới ha. Rồi đây, này cái hàng bên đây nó như thế này nha. Đó, rễ bí đó, cuộn như thế này nha cả nhà. 3 mắt ha, 3 mắt, 4 mắt. Rồi đây em sẽ quay một số cây cho cả nhà xem nha. Nói chung này hàng này là hàng dâm. Cả nhà nhìn thấy cái bịch nó sình rất là nhiều, cho nên là cây trồng là không bao giờ sợ chết nha. Hoặc là gửi đi thì lâu lâu nó sẽ bị rụng một ít lá, nhưng mà cây nó không có sao hết nha cả nhà. Bởi vì khi trồng có thể chúng ta lãi hết lá luôn á, để cho nó mau ra đợt non ha. Thì cái lô này cái chân có một số cây nó có nhánh luôn nha. Một số cây nó có nhánh luôn. Rồi, thì cái lô này em bán với giá là 15.000 một cây. Em cũng xếp từ 30 cây và không có bao phí vận chuyển nha. Còn một cái cây loại 7 tấc đến 8 tấc đến 1 mét nha. Bên đây là 8 tấc đến 1 mét đây. Rồi, cái gốc của nó là bự hơn điếu thuốc luôn nha. Hình bí của nó như thế này đây. Đó, cả nhà thấy không? Rất là đẹp nha. Số lượng thì cũng không có nhiều. Xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha. Cái cây nó mập ủ nu luôn á. Rồi xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ nha.